Luật sư của bà Đào Lan Hương xin lỗi Phương Oanh. Luật sư Hà Trọng Đại công khai xin lỗi Phương Oanh. Ông cho biết đã có bài viết về nữ diễn viên gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Trên trang cá nhân, luật sư Hà Trọng Đại, đại diện pháp lý của bà Đào Lan Hương đăng tải bức thư xin lỗi diễn viên Phương Oanh. Theo luật sư, ngày 26 tháng 8 năm 2022, ông có bài viết chuyện diễn viên Phương Oanh, đạo đức hay pháp luật cho phép trên mạng xã hội và sử dụng hình ảnh của cô khi chưa xin phép. Đồng thời, trong bài đăng, ông đã dùng nhiều từ ngữ chưa chuẩn mực, gây hiểu nhầm, tranh cãi khi đánh giá về Phương Oanh. Sau bài viết, Phương Oanh gửi đơn khiếu nại đến ban chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội. Tại buổi hòa giải vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, luật sư Hà Trọng Đại đã xin lỗi Phương Oanh. Qua đây, tôi gửi lời xin lỗi đến diễn viên Phương Oanh về những hành vi nêu trên. Tôi cũng mong nhận được sự thông cảm của những người theo dõi, quan tâm đến vụ việc. Đây là bài học để rút kinh nghiệm, hoàn thiện mình hơn trong cuộc sống và hành nghề luật sư, ông Đại chia sẻ. Mối quan hệ giữa ông Nguyễn Hòa Bình, Sát Bình, Phương Oanh và bà Đào Lan Hương gây ồn ào trong năm 2022. Thời điểm đó, Sát Bình nói ông độc thân hơn 2 năm và Phương Oanh không phải người thứ ba. Tuy nhiên, sau đó vợ Sát Bình, bà Đào Lan Hương, lên tiếng khẳng định cả hai vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn, chưa ra tòa. Phản hồi sau đó, Sát Bình cho biết thông tin của bà Hương chưa chính xác với thực tế khách quan. Chúng tôi đã thỏa thuận bằng miệng với nhau rằng trong thời gian ly thân, bất kỳ ai cũng có thể nộp đơn đồng thuận ly hôn đã ký để chấm dứt tình trạng hôn nhân. Sau này vì cảm thấy không thể cứu vãn nên tôi nộp đơn ra tòa án nhân dân quận để chờ quyết định. Trong thời gian này mỗi bên đều có quyền tìm hiểu và có những mối quan hệ riêng, Sát Bình nói. Doanh nhân Đào Lan Hương sau đó cho biết sẽ tố cáo nếu xác minh được chồng và diễn viên Phương Oanh có quan hệ bất chính. Tới ngày 9 tháng 5, ông Bình và bà Đào Lan Hương xác nhận cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn. Hai người mong những tranh cãi thời gian qua được khép lại để có cuộc sống an yên. Phương Oanh và Sát Bình đăng ký kết hôn và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp vào 15/6.